Vâng, Nha Trang chúng tôi mến chào cả nhà. Thì cho đến 7 giờ sáng ngày nay, ngày 22 tháng 8, Khánh Hòa có thêm 167 bệnh nhân mắc COVID-19 đã được điều trị khỏi bệnh, nâng con số khỏi bệnh từ ngày 22 tháng 7 cho đến ngày hôm nay lên là 3.319 ca. Và cũng theo báo cáo trên, toàn tỉnh Khánh Hòa ghi nhận có 70 ca mắc mới. Trong đó, thành phố Nha Trang là 57 ca, thị xã Ninh Hòa là 4 ca, huyện Vạn Ninh là 9 ca. Vâng, và trong số các ca mắc mới thì tất cả các ca sẽ đều trong khu cách ly, khu phong tỏa và cách ly tại nhà. Vâng. Và có một thông báo mới nhất là từ 7 giờ sáng nay cho đến 12 giờ trưa. Thì từ 7 giờ sáng cho đến 12 giờ trưa ngày 22 tháng 8, toàn tỉnh ghi nhận 28 ca dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, thành phố Nha Trang là 22 ca, thị xã Ninh Hòa là 5 ca và huyện Cam Lâm là 1 ca. Vâng. Tất cả các ca trên thì đều là ở trong các khu cách ly tập trung, cách ly tại nhà và trong các khu đã được là khoanh vùng rồi. Vâng, cho nên hoàn toàn có thể yên tâm. Vâng. Trên khung ảnh các bạn đang xem là buổi sáng nay mình mới quay đoạn đường Trần Phú, Nha Trang. Và dạo này là mình khá là bận bởi vì có những đơn hàng từ nước ngoài gửi tiền về mua đồ tại Nha Trang cho người thân và người nhà. Và bữa nay mình có bán thêm là trứng gà, trứng vịt lộn và bán thêm cả sầu riêng, đặc sản của Khánh Sơn. Khi nào các bạn có nhu cầu thì các bạn cứ mua ủng hộ. Số điện thoại vẫn là số điện thoại cũ 0902 000 587. Vâng, Nha Trang tôi trân trọng cảm ơn và mến chào cả nhà.